triết lý Antima trao cho từng thành viên của cộng đồng có được cơ hội phát triển như nhau. Trên cơ sở lý tưởng này, chúng tôi đã kiến tạo nên cộng đồng bể thanh khoản mới DeFiU với ngưỡng tham gia tối thiểu. Hiện nay, người dùng có thể tiếp cận hai bể, bể VIP hoặc bể đỏ. Để khởi đầu, cần có giấy phép với trị giá từ vài ngàn euro. Bể cộng đồng hay bể xanh, để bắt đầu kiếm tiền, chỉ cần giấy phép giá từ 110 euro. Bể xanh là phương thức tối ưu để bắt đầu kinh doanh với Antima cho những ai hạn chế nguồn lực. Còn những ai có đủ nguồn lực và muốn nhân chúng lên nhanh chóng, tốt hơn nên bắt đầu chặng đường ngay với bể VIP. Cách hoạt động của bể cộng đồng như thế nào? Bước 1. Để tham gia bể cộng đồng, người dùng cần sở hữu giấy phép Unity đặc biệt với trị giá từ 110 euro. Bước 2. Ký kết hợp đồng Split và nhận token Unity Split đặc biệt. Sau khi thanh toán hợp đồng Split, bể được nạp tự động bởi token Antima và tiếp theo chúng được khóa trong đó. Bước 3. Chuyển token Unity Split vào Smart Wallet. Và cuối cùng, bước 4. Đừng quên yêu cầu nhận thưởng thường xuyên. Thưởng sẽ chỉ được chi trả từ bể cộng đồng bằng các token Antima. Bể thanh khoản Antima giải quyết vấn đề hạn chế chính của Bitcoin, việc khai thác coin ngày càng đắt đỏ. Nếu trong thời kỳ sơ khởi của thị trường tiền điện tử, bất kỳ chủ sở hữu máy tính gia đình nào cũng có đủ khả năng khai thác coin, thì trong vài năm qua, để khai thác có lãi, cần có đầu tư thiết bị trị giá hàng ngàn đô la. Antima ấn định chi phí tham gia và khiến nó có thể tiếp cận được gần như với bất kỳ ai trên thế giới. Bể cộng đồng mới là cơ hội độc đáo để nhận lợi ích tối đa khi tham gia ngay từ đầu và trở thành cá voi Antima thực sự.